Hello, xin chào các bạn nha, và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và trước khi mà vào video chính của ngày hôm nay á, thì mình xin được phép nhắc lại cho các bạn mà đặt hàng ở xa á, thì trong thời gian hiện tại thì mình sẽ ngưng gửi hàng cho các bạn ở xa nha. Tại vì dịch bệnh với lại chỉ thị 16 giãn cách rồi đó, cho nên là mình ngưng gửi hàng cho những bạn ở xa. Những bạn nào mà ở xa muốn đặt hàng bên mình á, thì có thể đặt hàng trước trên các trang như là Facebook nè, Zalo, web. Đó, thì trên ba trang đó thì các bạn có thể lên đơn hàng trước. Mình sẽ lên đơn trước cho các bạn, cũng như là báo tiền ship và đầy đủ luôn. Ở qua giãn cách khoảng ngày 2 tháng 8 hoặc là ngày 3 tháng 8 gì đó, mình thấy ok, ổn thì mình sẽ bắt đầu gửi hàng lại cho các bạn bình thường nha. Còn những bạn đặt hàng ở trên Shopee á, thì các bạn lưu ý giúp mình là các bạn xem giùm mình là khu vực của các bạn. Nếu như thấy ok, shipper giao được, các bạn thấy ổn thì các bạn đặt hàng trực tiếp ở trên Shopee luôn giúp mình. Và khi mà các bạn đặt hàng á, thì các bạn lưu ý giúp mình là chọn cái đơn vị vận chuyển là bưu điện giúp mình nha. Bưu điện thì hiện tại ở trên kênh Shopee của mình là có bên bưu điện giao hàng nhanh với lại bưu điện giao hàng tiết kiệm, thì các bạn coi là hai cái đó cái nào phí ship rẻ thì các bạn chọn giúp mình, và các bạn ưu tiên chọn bên bưu điện giúp mình nha. Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Trong thời gian hiện tại thì dịch bệnh rồi nó hơi khó khăn một tí, các bạn cũng thông cảm giúp mình trong cái việc mà vận chuyển hàng hóa nha. Rồi, và cái video chính của ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là về những cái thức ăn cũng như là lót chuồng, cũng như là những cái vật dụng liên quan dành cho mấy con chuột này. Đó, đối với những các bạn nào mà lúc mà trước khi giãn cách mà các bạn chưa kịp chuẩn bị đồ cho mấy con chuột này á, thì hiện tại các bạn thiếu thức ăn hoặc là thiếu lót chuồng và các thứ kiểu, hoặc là có rất là nhiều bạn đặt hàng bên mình mà hàng đến gửi không được, shipper hoàn hàng về á, thì dẫn đến việc là các bạn thiếu thức ăn cho mấy con chuột này với lại lót chuồng. Hai cái này là hai cái chính đó. Thì trong video hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn để cho những bạn nào ở nhà thì có thể tận dụng những cái nguồn lương thực xung quanh của mình, hoặc là những cái vật liệu xung quanh để mà các bạn có thể thay thế thức ăn với lại lót chuồng cho mấy con chuột hamster này nha. Thì hamster ở đây là mình nói chung hết tất cả các dòng hamster luôn nha các bạn, luôn cả Robo, Campbell, Winter White, Bia và cả chuột đuôi mập luôn. Tại vì chuột đuôi mập thì mình thấy là nó nuôi giống với lại mấy cái con chuột hamster này, cho nên là các bạn có thể áp dụng cách này cho cả con chuột đuôi mập luôn nha. Và trước tiên là các loại lương thực mà các bạn có thể thay thế dành cho mấy con chuột này ở trong mùa dịch nha. Thì cái món đầu tiên mà mình thấy mấy con chuột này nó dễ ăn nhất, cũng như là các bạn có thể dễ tìm nhất trong cái thời gian mà các bạn cách ly, đó chính là bánh mì. Thì bánh mì thì các bạn có thể mua bánh mì ổ, hoặc là những cái loại bánh mì ngọt cũng được, hoặc là bánh mì có đường rồi đó cũng được. Thì đối với bánh mì thì các bạn lấy những cái ruột mềm bên trong cho nó ăn. Đối với những cái bánh mì tươi, bánh mì mà có nhân rồi đó, thì cái vỏ bên ngoài nó đã mềm rồi, cho nên là các bạn lấy cho nó ăn bình thường. Còn những loại bánh mì ổ thì bên ngoài nó sẽ nướng, nó sẽ có một cái lớp vỏ nó khá là nhọn, cho nên là các bạn lấy phần ruột bên trong thôi là cho nó ăn. Thì mấy con chuột này mình thấy nó ăn bánh mì rất là ok đó, chữa cháy qua những cái ngày mà chống dịch ở nhà không có đồ ăn cho mấy con chuột này á, thì các bạn có thể cho nó ăn bánh mì rất là ok. Và nó uống nước thì bánh mì nó sẽ nở ra, thì con chuột này nó sẽ no đó, nó cũng giống như mình vậy thôi. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể lấy bánh tây hoặc là những cái loại bánh ngọt khác mà ở nhà các bạn còn dự trữ á, thì các bạn cho nó ăn đỡ cũng rất là ok. Tại vì hiện tại thì các bạn không có thức ăn rồi, cho nên là mình có cái gì thì mình có thể tận dụng cho nó ăn được, thì các bạn cứ cho nó ăn. Tại vì hamster là một loại ăn tạp, cho nên là nó cũng khá là dễ ăn chứ không có khó khăn như là chó mèo đâu các bạn. Rồi, và tiếp theo thì nếu như mà các bạn có điều kiện đi ra chợ, hoặc là đi ra Bách Hóa Xanh, hoặc là đi đến cái tiệm tạp hóa nào mà các bạn mua được đậu phộng, hoặc là hướng dương, hoặc là đậu xanh, hoặc là các loại đậu khác, thì các bạn mua nhiều tí. Các bạn canh cái thời gian mà trong thời gian khoảng thời gian cách ly á, các bạn mua nhiều một tí, các bạn dự trữ ở nhà và trộn lại cho nó ăn những cái loại hạt đó, thì đỡ cũng rất là ok nha. Thì đối với những cái loại hạt đó thì các bạn về, các bạn có thể rang sơ qua đó. Đối với đậu phộng rồi đó thì các bạn có thể rang sơ qua cho nó thơm, thì mấy con chuột này nó sẽ thích ăn hơn. Còn các bạn không rang cũng được, nhưng mà mình thấy nó rang thì nó sẽ tốt hơn, nó làm nóng lên, nó chín thì nó sẽ tốt hơn nha các bạn. Và các bạn lưu ý là rang thì để lửa nhỏ thôi, và đừng có rang lâu quá, hoặc là rang để lửa lớn thì nó sẽ dễ bị khét, bị cháy nha. Đó, rang lửa nhỏ và các bạn chịu khó trộn đều thì nó sẽ không bị cháy nha, và nó sẽ đều. Rồi, và cái thức ăn mà các bạn có thể bổ sung thêm cho mấy con chuột này thì mình thấy là các bạn mà ở nhà chống dịch điều đó thì các bạn hay giữ xúc xích đúng không? Đó thì các bạn có thể lấy cho mấy con chuột này ăn thêm xúc xích, nhưng mà xúc xích là dạng thịt cho nên là các bạn cũng đừng cho nó ăn nhiều quá, có thể là cách 3-4 ngày đó các bạn cho nó ăn một miếng cũng được, thì bổ sung thêm dinh dưỡng cho mấy con chuột này cũng rất là ok. Xúc xích thì mình thấy là người ta đã làm chín sẵn rồi cho nên là các bạn cứ lấy ra và cho nó ăn thôi, chứ không cần chế biến chiên hoặc là làm gì thêm gì hết đó, cứ cho nó ăn nguyên như vậy là ok nha. Rồi, và một cái món ăn mà mình thấy các bạn có thể dự trữ cũng như là các bạn mua khá là nhiều để mà dự trữ trong mùa dịch đó chính là khoai lang hoặc là bắp đó, hoặc là tất cả các củ khác, khoai mì cũng được đó. Thì đối với những cái củ đó thì các bạn có thể nướng lên hoặc là hấp sơ qua, nói chung là làm cách nào đó cho nó chín đó. Bắp cũng vậy, các bạn có thể nướng hoặc là hấp sơ qua cho nó chín rồi các bạn để vào cho mấy con này ăn rất là ok. Mấy món đó thì mình thấy nó không có dễ bị tiêu chảy nha, chỉ trừ những cái món như là rau nè hoặc là phô mai rồi đó, những cái món mà có sữa hoặc là có nhiều nước như là ví dụ như dưa leo rồi đó hoặc là cà chua đó thì các bạn hạn chế và đừng có cho nó ăn nhiều. Ở mấy món đó ăn nhiều thì nó dễ bị tiêu chảy, mà tiêu chảy thì mấy con chuột này nó khó trị bệnh lắm. Thì các bạn có thể cho nó ăn thêm khoai lang, khoai mì hoặc là bắp, ngô đó, các bạn ở miền Bắc thì gọi là ngô đó, có thể cho nó ăn thêm, các bạn làm chín rồi cho nó ăn là rất là ok ha. Rồi, và còn về cái lót chuồng, lót chuồng này thì nếu như mà các bạn hết mùn cưa thì nếu mà các bạn hết luôn cả các lót thì các bạn có thể lấy giấy ăn hoặc là giấy xúc, giấy vệ sinh đó, các bạn xé nhỏ ra rồi các bạn lót phía dưới này đó, các bạn xé giấy vừa vừa cũng được, các bạn lót đều dưới này hết nha. Mình sẽ lấy một cuộn giấy ví dụ cho các bạn xem. Đây các bạn, đây là cái cuộn giấy ăn ở nhà mình đó, thì cuộn giấy vệ sinh cũng được, nói chung là giấy sạch là được nha, hoặc là những cái bạn nào mà xài giấy là giấy trúc rồi đó thì cũng rất là ok. Giấy đó nó dai đó, thì nó không thấm hút đồ, nó đỡ bị rách hơn đó. Đây, đây là giấy hình vuông nha các bạn, đây là những cái giấy hình vuông đó. Những giấy này thì các bạn cứ xé nhỏ ra đó, xé nhỏ nhỏ như thế này để vào đó, thì cái này làm lót chuồng rất là ok, nó hút nước tiểu rất là nhanh đó. Thì khi mà các bạn lót những cái giấy này á thì cái bản chất của nó là hút nước tiểu nhanh cho nên là nó sẽ rất là nhanh dơ, và các bạn chịu khó ở nhà nghỉ dịch đó, không có chuyện gì làm hết thì các bạn chịu khó mỗi ngày mỗi thay cái giấy này giùm mình, hoặc là các bạn kỹ nữa mà các bạn ở nhà có thời gian rảnh nhiều mà đúng không? Đó, thì một ngày các bạn thay 2 lần giúp mình thì sẽ rất là ok. Giấy này thì nó hút ẩm rất là nhanh đó, cho nên là các bạn chịu khó thay thường xuyên, càng nhiều càng tốt nha. Và cái giấy lót này là mình thấy thay thế vào tất cả các loại lót chuồng và trong mùa dịch này rất là ok và hiệu quả. Thì các bạn lưu ý giúp mình là không lấy cái loại lót chuồng khác, ví dụ như mút nè, để có nhiều bạn gọi là lấy mút đồ hỏi mình lấy mút có thể lót được hay không á. Thì cái đặc trưng của mút là nó là dạng như ni lông, nó không hút ẩm gì hết các bạn, nó không hút ẩm gì hết đó, cho nên là các bạn lót vô đây thì mấy con chuột cũng đi rất là dơ đó, rồi các bạn vệ sinh nó cũng khó nữa, cho nên là các bạn tuyệt đối không lấy mút, không lấy giấy mà loại bìa cạc tông, giấy cứng á, các bạn không lấy giấy rồi đó luôn nha. Lấy giấy cái giấy đó thì nó hút ẩm nó không có tốt đâu, nó có hút ẩm nhưng mà nó rất là lâu, dẫn đến là con chuột của bạn nó sẽ dơ lông và ảnh hưởng đến sức khỏe của nó đó trong những ngày dài đó. Và mình khuyên các bạn lấy giấy ăn giùm mình, lót một lớp dày chút cũng được đó, hoặc là vừa vừa thôi cũng được, còn các bạn chịu khó mỗi ngày các bạn thay 2 lần hoặc là 3 lần giúp mình thì nó sẽ ok nha. Rồi, và còn về bình nước đồ á thì các bạn vẫn để bình nước cho nó uống bình thường. Bình nước thì nó mình nghĩ là các bạn không bị thiếu, tại vì các bạn nuôi hamster thì các bạn đã chuẩn bị bình nước đầy đủ hết rồi đúng không? Và bình nước thì nó chỉ uống thôi chứ nó không có hư hại gì nhiều, chỉ xài một thời gian dài lắm kìa thì nó mới bị hư, cho mấy con chuột này nó cắn hoặc là bình nó bị hư do lỗi gì đó. Thì bình nước thì các bạn cứ để bình thường cho nó uống bình thường ha, nước lọc, nước chính cũng được, nói chung là nước sạch là được, nước chính càng tốt. Rồi, và trong cái thời gian mà các bạn ở nhà nghỉ dịch như thế này thì những con chuột nào mà các bạn mua về mà nó hung, nó không có chịu gọi là hiền á, hoặc là những con chuột nào nó nhát á, thì các bạn có thể dùng cái thời gian rảnh rỗi của mình các bạn chơi với nó thường xuyên hơn thì nó sẽ thân với các bạn hơn đó, và sau này hết dịch các bạn đi làm mà các bạn về các bạn chơi với nó thì nó sẽ quen với bạn hơn, nó đỡ nhát hơn và nó hạn chế cái việc mà nó cắn các bạn hơn ha. Đó, các bạn có thể tận dụng cái thời gian rảnh này các bạn chơi với nó nhiều hơn. Với lại các bạn có thể là tạo ra những cái món đồ chơi hoặc là những cái nhà bằng que đè lưỡi rồi đó, cho nó chơi cũng rất là ok. Que đè lưỡi thì mua ở ngoài tiệm thuốc tây nha các bạn, thì các bạn có thể mua về rồi dán keo dán sắt vào đó, làm cho nó những chiếc nhà đó, tặng cho mấy con chuột này đó, cho mấy con chuột này nó vào nó ở cũng rất là ok nha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, và nếu như thích video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình ra nhiều video về chia sẻ cũng như là hamster nữa cho các bạn xem nha. Rồi, xin chào các bạn và chúc các bạn có thật là nhiều sức khỏe để cùng vượt qua cái lần dịch bệnh, cái mùa dịch này nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.